xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình đi chẳng dịp đi ngang cái đường về Long An mà có cái chợ phiên quá trời rồi các bạn ơi. Đi ngang đây nhiều lần nhưng mà không có dịp quay các bạn xem. Thì hôm nay mình cũng có dịp đi ngang thì quay lại các bạn xem luôn. Ở đây người ta bán chim to quá trời các bạn. Ở đây là cái chợ chim lớn nhất ở miền Tây các bạn. Một cái là một con luôn các bạn, quá trời luôn. Thì mình thấy cái chợ này bán đủ thứ con hết các bạn. Đây là rắn nè, đây là rắn, rắn gì đó, quá trời luôn. Chim còn chim kiển gì tùm lum không có luôn các bạn ơi, rắn quá trời luôn. Có con chim gì đẹp quá trời luôn các bạn. Ở đây khách nằm người khách mua bán thì mua hết rồi. Kết giờ cũng có luôn rồi. Bu đi con. Ồ đây mình thấy có con rắn. Ủa cái rắn là rắn gì mình không rành lắm. Con rắn gì rắn hình như hổ ngựa hay gì. Đây là chim cảnh mà có dịp trời, có con to này. Chuột các bạn ơi, ở đây là mua chuột người ta làm luôn đó. Đó làm chuột rất là nhanh ha, chỉ làm chuột. Đầu sắc đồ còn làm vui rồi. Sợ lâu vậy anh đang lên Sài Gòn gấp á. Quá trời. Không những con chim này là con chim này, con chim gì đó. Chích chim chỉ gì đó mà. Đây là con tộc chim gấp á. Đây thì mình thấy con này chắc con dịch trời các bạn. Có thể là con này con nuôi hay gì. Một con cu lửa cũng có luôn rồi. Đủ cái con luôn. Cò nhắn nhất. Trong đó có cái con gì đó các bạn. Có những con mình không biết luôn các bạn, không biết con gì vậy. Thì mình cũng tình cờ mình đi ngang đây mình thấy cái chợ chim này cũng đi nhiều lần đó các bạn nhưng mà không có dịp để quay các bạn xem. Hôm nay thì có dịp quay các bạn xem mà. Con này là con cò các bạn ơi. Con này là kêu bằng cò ốc mà. Con cò ốc này nó nặng cũng nó một bự nhất là mấy ký, nghe nói là 3 ký các bạn. Quá trời luôn. Đủ cái con hết trơn. Đây có con đại bàng luôn các bạn ơi. Ồ, đây có đại bàng nữa nè. Ồ, đại bàng. Chú có tải của loài chim luôn nè các bạn. Đại bàng này là mình nuôi từ con nhỏ thôi vậy con. Con to đúng không? Con to. Quá trời luôn các bạn. Đây thì nó đủ cái con hết trơn luôn nè. Con này là con hình như là chích con gì đó. Wow trời. Bao nhiêu ạ? Quá trời luôn các bạn ơi. Có những con mình không biết các bạn ơi. Mình cũng không có rành lắm mấy cái loài chim. Quá trời luôn à. Con gì nó đẹp quá. Này con vịt nước. Đấy không phải con vịt vịt trời. Đây có con ta làm thẳng luôn. Ta thu thẳng luôn. Ồ đây con cò bự đó nè. Con này chắc là con cò
ốc rồi vậy nè, đúng rồi, con ốc các bạn, nó ăn con ốc nè. Nó chuyên mua bằng ốc, ta gọi nó con ốc rồi. Ốc là nó sốc, nó nút con luôn hay gì vậy. Được rồi. Quá trời đúng rồi. Nguyên một khu này ngày xưa thì mình thấy nó cũng có mấy cái chỗ người ta bán thôi, nhưng mà giờ thì quá trời luôn rồi, hình như là dài đằng kia luôn rồi. Thì mình tình cờ cũng đi ngang đây, mình quay lại cái chợ chim của cái này, hình như là Long An các bạn ơi, không phải cái chợ dài vậy đó. Rồi, bạn xem video chơi thì mình xin kết thúc cái video tại đây. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình ha. Mình xin chào và hẹn lại những cái video tiếp theo. Rồi, xin chào.